Theo mẹ đua đi. Mẹ thằng kia nó lại anh em chưa đi kìa. Ấy Trời đi, em bị reset máy. là Thôi sao? Đấy, đâu. anh em chơi đi thì mình chơi thôi. Chứ gì nữa? Bạn Mẹ nó thằng. đang nói được bình thường cái tự nhiên nó kêu nó cài cái mic reset máy luôn. Khổ thân. Mua cái tản nhiệt về thì mẹ mấy ngày rồi vẫn chưa gắn vào. Gắn đi chứ để làm gì nữa, mất công lại khổ thân với cái cạc reference nó nóng lắm. Bạn rep nó nóng kinh khủng lắm. Nên em để ý ở ngoài ngoài phòng chờ nó nóng lắm. 6 mấy độ à? Ở ngoài ngoài phòng chờ nóng nhất đấy. 6 mấy độ. Đúng thật là thằng hãng chơi thật. Chờ lót full à. Thằng nào không được sạc luôn. Anh ở ngoài phòng chờ FPS thấp kẹt. Em ở phòng chờ FPS 144. Bạn À, có thấy chưa? à không phải là FPS thấp mà là nhiệt độ cao và chút đấy. Quên tí nữa bấm nút để cho nó tải cái stream vào trong ổ C loát cho nhanh, vẫn bị cái tình trạng nhà đất sét. Ừ Để em để HDD mà có bị đâu. đâu đây Căng nhỉ. Quy trình rút dạo này căng nhỉ. Quy trình rút dạo này không thành công. Dạng mới dạo đây này, đây 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 đấy được đấy. Cái thằng ở rô hốc lần lại phải sáng hồn tưởng mình xuống rô hốc xem bọn rô hốc nó thả diều. Festival xả diều quốc tế. Úi giời ơi, người không khác thật, không khác thì festival thả diều thật luôn. Kinh vãi. Có khi nào xuống phun đồ không? Anh cũng nghĩ thế. Xong này lại ship ra cho tụi nó nhỉ. Không ship được. Vòng lút lút dần vào vòng luôn. Chỗ này lâu lâu nó có cái xe.
hơi xa đó nha. Cúng nhà ở một cái Gracia. Hôm nay có Real Barca. Ừ, trước mặt mình là Geopold. Không sợ hãi. Sắp luôn. Ôi, giảm thanh rồi này. Đấy cả. Giảm thanh súng to luôn. Ôi trời ơi, mình rất tiếc không có cái súng nào. Khá lâu. Đem cái súng này top 1 xem nào. U1P này. Ok, anh ngược đi. Cứ đưa em được. Đây rồi, con giáp 2 luôn này. Đôi giày. Ừ, anh em thông cảm nhá. Em vừa mới ấn vào game cái thì đi reset máy. Giờ thông hay cảm? Vừa thông vừa cảm luôn. À thì thông vừa cảm luôn à, thế cũng được. Em đã thích anh cao nữa rồi chơi cho đủ 4. Đấy, giáp 2 tí anh Long nốt game gì vậy anh? Ừ. Thì Hiếu chơi nữa không? Mai đi làm rồi, nghỉ luôn. Thôi dám đùa với anh Gao vậy. Fuck. Thôi, nghèo quá rồi. Xe kìa anh ơi. Mẹ cái xe cuối nữa. Thôi, cũng được Dacia, được rồi. Đỡ hơn không có. Ra cái nhà ngoài vòng đi. Không có sợ cố. Bay không có gì đâu anh, quẹo trái này. Sau đó vào đây là đẹp. Đó, dứt. Chắc hai nữa. M16 à?
Không, trận này bắn M4. Ngày xưa thực ra em thích bắn M4 lắm nhá, mà tự dưng em lại không thích nữa ấy. Thích bắn M4 luôn. Bắn theo cái kiểu của AK, nhấp từng viên cho chạy 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 chạy. Bắn nó xuống. Đi đâu nữa đây, chưa có sự cố. Nè, holo nè. Có đồ đó. Đúng rồi, có gì đâu. Mấy em chủ. Chẳng biết. Nó không ép đồ mấy cái trụ này. Ê, AK này, AK này, AK này, AK này. Không sẽ có đâu. Có đôi khi này, nó ép trụ. AK anh ơi, AK trên thân thượng nhiều đạn lắm. Em cho tí đạn nữa, có cả nòng giảm giật này M4 này. Thôi hỏi AK đi. Hỏi AK, AK đi. Đi bắn M4 cho. Đánh đổi anh bắn đạn 7, em bắn đạn 5. Chẳng cần bắn đạn 9, đạn trúng gì đâu. Vứt luôn. Vứt chân nhẹ ba lô. M4 hay M16? Em lấy M4 rồi, full phụ kiện. Full phụ kiện à? Từ trận này bắn thử M4 xem nó có cảm giác như xưa.
đâu AK trên sân thượng. AK trên sân thượng. Đi lên thôi. Năm không? Có chứ. Anh xuống này. À đây, vứt vứt đây đi, vứt đây đi em chặn. Rồi. Rồi, ok. Chết mẹ rồi, không bắn được rồi. Chỉ cho nó ăn. Bổ tân tật. Đâu bao. Đêm ai cặc. Chết nhanh nhất. Đi chờ đây em. Có gì hot? Chẳng có gì hot anh ạ. Này gì hot. Lại đi. Đen quá anh. Anh thò đầu quá để cho nó bắn hết sọt rồi. Thò ra anh bắn anh kia. Anh em đã thấy rồi, thì em nhấn ga đi qua rồi. Thank you.
về Việt Nam sao mà nó bận thế nhỉ? Sớm rồi này. Sớm đấy. Sớm rồi. Sớm thì đúng sớm. À, đi đường nào anh? À, dọc bờ biển. Đây này, đây này, đây này, đâu ấy. Ôi vãi cái nhà. Như chùa vào đây luôn. Ờ cái súng nào. Hết hôn, hay quá cái AK. Có nó một đây này. À chết rồi. Ba lô một chứ. Có nó một luôn. Anh có nó một. Phun đồ. Tạm thời phun đồ. AK nữa này anh ơi, AK nữa này. Đúng rồi. Đi đâu? Đấy, hút dạ tiếp. Khu nhà nước. Trời ơi. Tôi dạo chỗ này không được anh ạ. Dạo này xa quá. Người xa mà xe, sao? Không phải là xa, mà là xa vãi lộn. Xe, em tưởng nó gần. Hay gì? Xa vãi lộn. Ngoài chục cây luôn ấy. À thôi, có xe rồi, hên quá. Xe cùng đường lúc dạo nó sẽ đỡ phần nào. Đấy là hên anh em mình nhảy sớm ấy. Lên khu này, lên khu này lút. Hết sáng. Khu đấy thì nó gặp cái bọn thì móc ra. Lút nhanh một tí thôi. Thêm cho mình sạc chạy thoải mái. Kho bỏ qua kho và đây luôn. Đấy, thế này có phải yêu không cái chứ?
Số mình là giờ nó không bắn được M4 nữa. Bắn Scanner M16. Thanh FMG Welcome to the laptop. Anh Long súng to là gì rồi? AK M16. Sử dụng nhau thế. Đây có khẩu M16. Đấy, em AK M16. Xong đi Thanh ơi, chuyện này đã rút mà. Để em rút bên này qua. Vòng ship thì nó không còn lâu. Giáp 3. Anh có giáp 2 chưa anh Long? Có rồi. 4x luôn này. Để em đưa cho. À, đi luôn. Hết rồi. Trai à, tới mua quýt nó nhanh cho nó vuông luôn. Bây giờ nhà nào nó có thể có người ấy. Tại mà đùa là tụi nó hay lút, là lút lút đóng cửa.
chờ cho nó xuống cam các em được. Lâu về nhà nghèo vãi kích ra, bỏ đi giờ tan hoang nghèo. Uscaler chăm sóc Uscaler à? Ừ. Đấy nha, anh cứ lút đạn đi Uscaler để đấy xem. Nón hai này có giáp hai. Ok, go. Vui rồi. Đây. Có hàng cho anh đây. Ổn định. Có scope chưa? Em có đấy, nó sai. À sao? Rồi, tí tôi nói kiểu gì cũng phải chạy qua đây. Mình đứng đây mình cam, mình vả chết mẹ. Cái con chó nào này bắn bố. Cạp trên nha. Sợ con cửa hó lại nó bắn. Nếu chạy đấy lại chạy kia khổ. Kệ có xe thì tự. 30 giây, 20 giây rồi đi. Cái đấy coi giây coi đâu. Trên bản đồ anh. Trên bản đồ nó có thành chạy đây. 30 giây mình đi. Bữa giờ anh không để ý. Không để ý luôn à? Ừ. Không, 30 giây thì nó cũng hay báo ở trên màn hình á. Không, cái giây để... báo màn hình thì anh biết. À, còn không thì ở góc. Đó. Chạy đến đây hết hơi mình bắn nó vừa. Đó, kiếm cái xe mà thì em đi trên đường để ý nhiều có xe. Trên nhà xé một tí con. Rồi đi chắc rồi. Đi thôi. Có xăng không anh? Có. Đổ đi. Ơ đi mẹ. Đi. Stop. Anh hư cái gì? Hư giáp hả? Nó bị bắn. Go.
điểm lắm. Mày thắng được cái game đấy. Lâu. Và anh kích em biết là giai gặp cái gì không? Yeah. Anh chơi hàng cho xem. Oh, ôi trời ơi. Chưa hết. Thế gì đấy? Ôi nhiều quá. Anh cầm đi một, em cầm một cây thôi. Là quá đủ rồi. Một là quá đủ rồi. Trong một cái phòng mà thấy hai cái rồi. Chắc anh bắn U1P quá. Bỏ cái AK đi. Em đưa đạn đây. Có gì em khi nào em đổi ý thì em ship nghe AK cho anh. Có băng đạn mở rộng luôn kìa. Dù mà B nó có dập đây. Bút chạy AK à. Cất dùm anh đó. Rồi đi tiếp luôn anh ạ. Không thằng nào ở đây. Lạ nhẹ. Không có chỗ hó nào ở đây. Đi qua cái đồi này hơi mệt đấy em ạ. Đồng. Xe xuống xe xuống xe xuống xe chạy mẹ chiếc xe đấy để đấy nó đỡ nghi. Thôi, mở cửa này tự đi khỏi đây rồi. Ra khỏi đây rồi, ra khỏi đây rồi. Đóng cửa lại thú. Nghe em với anh Nam trốn nhà vệ sinh. Hai thằng hai bên. Vào là phơ. Ê, ngoài có ngoài. Đi luôn. Đi luôn.
Xe ông nó gặp thằng khác, nó gặp thằng khác, nó gặp thằng khác, nó gặp thằng khác. Lấy xe, lấy à, xe. Lấy cái xe, lấy xe mình. Phơ nó, phơ nó, phơ nó. Gì cái gì chứ lấy xe mình thì mình phơ luôn. Ba viên. Ngồi trong xe đợi này. Thằng bồ nó kìa, thằng bồ nó kìa. Hướng nào em? Đây hướng, hướng ghé đè, hướng ghé đè. Bất kỳ. Ờ, nó ok rồi, nó ok rồi. Bắn hay đít rồi. Thôi đâu bắn mình á. Đâu. Chết. Dạ, đang có xe máy, ơ, vẫn trong vòng ấy. Mình vẫn trong vòng anh ạ, mình vẫn trong vòng thôi. 8x em ạ, à. Mẹ. Thôi, thôi, anh lấy AK thì lấy nhá. Nhớ anh lấy AK thì anh lấy. Có AK không? Có, em có AK trong người. Có AK98. Đi, con mẹ. Sau xe này ra, sau xe này. Cứu em, cứu em, cứu em được. Cây mẹ mẹ thằng con này nữa bắn nó chết rồi đấy, còn mẹ để ý có cái 98 luôn. Dọn hai thằng rồi đến dọn lại. Thôi anh em mình mà. Ừ, hơi vội. Vội thật. Hai lần. Mai tiếp nha. Ok. Ok em nghĩ đây.